Đây là hòn bờ đập nha các bạn. Du lịch khám phá những cái vùng đất hoang sơ, là những cái bãi biển hoang sơ, là hòn bờ đập này là rất là hoang sơ các bạn. Nước biển đây là trong xanh luôn nha các bạn. Nhìn thấy đá không? Đây là hòn bờ đập nha các bạn. Biển cát là còn rất là hoang sơ. Cái khu bờ đập này, là cái hòn bờ đập này là có mấy cái thùm chủ quán làm ra nhỏ nhỏ nha các bạn, là có thể là mình thuê ngủ lại qua đêm được. Một cái thùm nhỏ thì giá từ 200.000 đến 300.000 nha các bạn. Đây là hòn bờ đập nha các bạn, thuộc quần đảo Bà Lụa, xã Sơn Hải, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang nha. Bác xã này năm nay thu được 5 tỷ, mày đủ được cho mày tỷ bỏ 5 tỷ rồi. Còn nhau